Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc đã văng Nguyễn Đức Trung ra khỏi chính trường, hé lộ sự thắng thế đối với Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng có là một vợ Nguyễn Xuân Phúc ngày 11 tháng 8 ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Trong thời gian 90 ngày Diễn biến xảy ra sau các đồn đoán nói rằng ông Trung sẽ bị Đảng Cộng sản kỷ luật. Quyết định ngày 11 tháng 8 năm 2020 của CLMV Nguyễn Xuân Phúc nói việc tạm đình chỉ chỉ là để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định. Ông Nguyễn Đức Trung là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay. Báo Thanh niên đưa tin Bộ Chính trị đã có quyết định đình chỉ những sai phạm và sinh hoạt dành cho Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông từng được khen thưởng huân chương chiến công hạng nhất năm 2009-2012, huân chương chiến công hạng 3 năm 1998, 2001, 2009, anh hùng lực lượng vũ trang tháng 10 năm 2004. Báo tuổi trẻ nói họ đã nói chuyện với thiếu tướng Thu Tô Ân Sô, Tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an ngày 11 tháng 8 và ông này cho biết theo điều tra ban đầu thì Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án. Vụ thứ nhất là vụ án buôn lậu vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty Nhật Cường sẽ kế hoạch đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan thứ hai là vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố hà nội thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án trước đó đã có quyết định khởi tố bị can bắt giam hai cán bộ gần cận với chủ tịch hà nội nguyễn đức trung và một số nhân viên của bộ công an Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà bị can. Hai bị can gần cận với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung là Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc và Nguyễn Hoàng Trung lái xe riêng của ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Bị can thứ ba là Phạm Quang Dũng, cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an C03. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam với ba cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra bản tin trên trang của Bộ Công an đã đưa. Một thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng và được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trưởng của ban này. Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường hồi tháng 5 năm 2019 và C03 là nơi thụ lý, điều tra vụ án này. Tổng cộng có 26 bị can cho tới lúc này và bị can chính là Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Bị can Huy hiện đang bị truy nã quốc tế đã bị khởi tố 4 tội danh trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy mới đây cũng bị bắt để điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm từng nói bằng mọi biện pháp cách gì đó để làm được thì đều có thể làm để bắt cho bằng được Bùi Quang Huy. Trong số các bị can có cả cựu tránh văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và tránh văn phòng sở kế hoạch đầu tư. Vụ án công ty Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng vừa qua và sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an điều tra làm rõ 3 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đang bị điều tra làm rõ mối liên quan đến 3 vụ án, trong đó có vụ Nhật Cường, Mobile. Cuối giờ chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020, trao đổi với phóng viên dân trí Thiếu tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang bị điều tra làm rõ liên quan đến 3 vụ án, gồm buôn lậu vi phạm các quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng sửa tiền vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường các vụ án đó đều liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung như người đưa tin Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 2 số 1223 trên quy đề TTG Ngày 11 tháng 8 năm 2020, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 3 tháng kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ cuối năm 2015 đến nay. Trước đó ngày 2 tháng 7, vị Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong đó có tài xế riêng của Nguyễn Đức Trung và phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2020. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án Công ty Nhật Cường do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 thụ lý điều tra. Ba bị can khởi tố đều liên quan đến Nguyễn Đức Trung Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cũng cho biết cơ quan này đã mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo dõi và chỉ đạo Mới đây nhất, ngày 9 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với hai bị can. Đó là Bùi Quốc Việt, sinh năm 1970, nhân viên công ty Nhật Cường, bị khởi tố điều tra về tội buôn lậu. Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Bị can thứ hai là Võ Việt Hùng sinh năm 1976, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh, bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối tháng riêng năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt giam ba bị can gồm có Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường, quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu theo điều 188 Bộ luật tố tụng hình sự cũng liên quan đến vụ án này ngày 28 tháng 12 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Tránh văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, Tránh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để điều tra về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sai phạm của ông Tứ được xác định xảy ra tại thời điểm ông này làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ Việt Nam đồng. Nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ C03 cũng đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can ra lệnh bắt khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đồng Kinh. Ba người này cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tổng giám đốc Nhật Cường, Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn giấu doanh thu hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng. Bùi Quang Huy bị khởi tố 3 tội buồn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trốn thuế rửa tiền và trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã đỏ quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chúng con sẽ bị truyền thông lề đảng lôi cộ từ trên bờ đem xuống ruộng để đấu tố một cách té tua. Gồm lại hết tất cả các sự kiện thấy được chiến dịch thanh trừng Nguyễn Đức Trung được chỉ đạo bởi Nguyễn Xuân Phúc và truyền thông lề đảng đã được bật đèn xanh để tha hồ cải cách ruộng đất Nguyễn Đức Trung. Trong cùng ngày 11 tháng 8 năm 2020, hai văn bản được ký cùng một lúc về đối tượng Nguyễn Đức Trung. Một là quyết định 1223 QĐ trên TTG do Nguyễn Xuân Phúc ký. Hai là thông báo số 12768 CV VPTVK do Phó Tránh Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Nguyễn Hải Ninh ký. Thông báo số 12768 CV VP dựa vào quyết định của Bộ Chính trị đình chỉ các sinh hoạt và chức vụ trong Đảng của Nguyễn Đức Trung. Thông báo này có nhiều điểm lạ. Điểm lạ thứ nhất là thông thường quyết định của Bộ Chính trị sẽ được ký bởi Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lần này lại chuyển sang cho văn phòng ban chấp hành trung ương và giao cho một tên phó tránh văn phòng ký từ đó dẫn đến điểm lạ thứ hai là trong thông báo về quyết định của bộ chính trị này kèm theo thông tin của chính phủ nguyễn xuân phúc tạm đình chỉ công tác trong quần máy nhà nước của nguyễn đức trung điểm lạ thứ ba là đối tượng được gửi đến bao gồm báo nhân dân thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam báo điện tử đảng cộng sản việt nam Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Gòm lại hết các sự kiện cho thấy chiến dịch thanh trừng Nguyễn Đức Trung được chỉ đạo bởi vờ Nguyễn Xuân Phúc và truyền thông Lê Đảng đã được bật đèn xanh để tha hồ thực hiện công cuộc cải cách dụng đất Nguyễn Đức Trung. Thưa quý vị và các bạn, trước đại hội 13, Nguyễn Xuân Phúc đã đá văng Nguyễn Đức Trung ra khỏi chính trường, hé lộ sự thắng thế đối với Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung để điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của Nguyễn Đức Trung trong một số vụ án theo quyết định của pháp luật. Điều quan trọng hơn là về phía đảng khi Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ mọi sinh hoạt của Nguyễn Đức Trung trong đảng như Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ, Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội. Từ nhiều năm nay, Nguyễn Đức Trung lộng hành thao túng Hà Nội, cụ thể là việc chỉ đạo xuất ngân sách mua độc quyền hóa chất trit oxy 3 c tại công ty Arctic do con trai làm chủ, phá hoại các nỗ lực giải quyết ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch bằng công nghệ nano bioreactor của chuyên gia Nhật Bản và thế lực vô hình đứng đằng sau Nhật Cường Mobile đã bị cáo buộc về tội buôn lậu và rửa tiền. Lý do Nguyễn Đức Trung trong nhiều năm vẫn tồn tại và thăng tiến trên đường hoạn lộ là nhờ vào sự chống lưng của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là điều không thể tránh khỏi vì không có một tên cán bộ cấp cao nào có thể phất lên một cách độc lập mà không nằm trong các trục liên minh ma quỷ nào đó trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên gió đã đổi chiều trước thời hội 13 và theo đó là số phận của Nguyễn Đức Trung sau khi phe của Nguyễn Xuân Phúc tung ra những đòn bắt đàn em của Nguyễn Đức Trung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nguyễn Đức Trung sẽ bị điều tra và xử tội trong 3 vụ án liên quan, đó là vụ án buôn lậu rửa tiền ở công ty Nhật Cường, vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Việc Nguyễn Xuân Phúc đình chỉ công tác đối với hung thần Hà Nội là một biến cố lớn, nhưng lớn hơn và sâu hơn là bàn cờ tranh giành quyền lực giữa phe của Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Việc Bộ Chính trị cũng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt chức vụ của Nguyễn Đức Trung cho thấy chỉ dấu thắng thế của Nguyễn Xuân Phúc trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, số phận của Nguyễn Đức Trung có thể sẽ hé lộ số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thật ra việc Trung Con bị kỷ luật không làm dư luận bất ngờ vì lỗi của Trung Con khủng khiếp như thế nào thì ai cũng đã biết. Và có điều là với khối tài sản khổng lồ của Trung Con mà dư luận ước tính có đến hàng trăm triệu đô la thì không biết nén bạc có đâm toạc được tờ giấy hay không mà thôi. Dân Hà Nội đồn rằng câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không những một sân trước mà tới 3, 4, 5 sân sau. Có ông 14, 15 cái sân sau đừng nói là Thủ tướng không biết là ám chỉ đến trùng con. Vì vậy để leo lên đầu 6 phó chủ tịch đương nhiệm để chúng con nghiễm nhiên trở thành chủ tịch Hà Nội. Chúng con đã phải bỏ ra 30 triệu đô la. Nhưng nếu vận dụng 15 cái sân sau phải chi ra thì chúng con chẳng thiệt. Ngược lại các sân sau sẽ thu hồi vốn chẳng mấy chốc nếu như chúng con làm chủ tịch thành phố Hà Nội. Không cần điều tra đâu cho mệt, chỉ riêng hai vụ này thôi cũng đủ thịt chúng con là vụ sông Tô Lịch và Nhật Cường Mobile ngày 2 tháng 7 năm 2020 báo chí đưa tin thành viên tổ thư ký tài xế của chủ tịch Hà Nội bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ điều tra Nhật Cương trong đó Nguyễn Anh Ngọc là thư ký Nguyễn Hoàng Trung là lái xe riêng cho Trung Con còn Phạm Quang Dũng là cán bộ C03 Bộ Công An thì ai cũng biết số phận Trung Con đã được định đoạt đặc biệt vào hôm 5 tháng 8 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng Bộ Khối Cơ quan thành phố Hà Nội thì Trung Con vắng mặt một cách bất thường. Từ bữa đó, chúng tôi đã có một cái bài để đưa đến quý vị và các bạn biết rằng dấu hiệu Trung Con đã bị ngã ngựa. Chắc các bạn cũng chưa quên bài này, chúng tôi đưa cách đây khoảng 3 ngày. Và nay thì rõ ràng là Trung Con đã bị ngã ngựa thực sự. Vậy, tội lỗi của Trung Con là gì? Chiều 11 tháng 8 trao đổi với tuổi trẻ online thiếu tướng Tô Ân Sô tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết là theo điều tra ban đầu thì Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án. Những vụ án này đều kinh thiên động địa. Thực ra thì Trung con cũng chả phải là loại tài cán gì, chỉ thuộc loại dạng cơ hội trưởng thành từ một cảnh sát hình sự, nhờ giỏi luôn lách lươn lẹo lì lợm mà lên và nhờ có sự đỡ đầu của những ông cha cha nuôi. Và qua vụ đồng tâm thì chúng con được gắn thêm cái mác là tay đại bịp đại lừa lọc. Chỉ cần coi cách cháo trở trong vụ đồng tâm cách xử lý dây dưa vụ xây dựng sai phạm nhà 8B Lê Trực, cách hứa hẹn rất linh tinh về đường Cát Linh Hà Đông, cách làm cho chìm xuồng vụ chiếm đất phá rừng Sóc Sơn cũng đủ thấy tài của chúng con. Có thể nói đây là cuộc chiến giữa chúng con và người phó của ông ta khi còn ở Công an Hà Nội, đó là tướng Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Duy Ngọc. Hai người này vốn chẳng ưa gì nhau dù là cấp trên cấp dưới của nhau nhưng số phận đưa đẩy chúng con lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội thì tướng Ngọc lại về bộ công an và leo lên chức thứ trưởng. Tướng Ngọc lại là người phụ trách C03 điều tra về vụ Nhật cường, vậy là không hẹn mà nên. Đúng là như câu ngạn ngữ, kiến ăn cá thì cá ăn kiến. Không biết rồi đây chúng con có hối hận về việc làm của mình đã viết lên giấy trắng mực đen hứa với dân đồng tâm là sẽ không truy cứu vụ việc bắt giữ 38 cộng cảnh sát cơ động của công an thành phố Hà Nội năm 2017. Nhưng đến nay thì công an Hà Nội sau khi đã tiêu diệt cụ Lê Đình Kinh, một lão thành cách mạng 57 năm tuổi đảng và 85 năm tuổi đời, còn truy tố thêm hơn 20 người khác, trong đó có 20 người bị điều tra về tội giết người và đối diện với mức án tử hình. Chưa bao giờ hai chữ quả báo ứng nghiệm một cách tài tình như lúc này. Đây là tấm gương cho những kẻ hàng ngày gieo rắc tội ác khắp nơi trên mảnh đất đau thương quằn quại mang tên Việt Nam. Hãy sờ vào gánh mình trước khi gieo tội ác với nhân dân Rằng những kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão Thưa quý vị và các bạn, trước đó từ đầu giờ chiều quyết định tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác được đăng công khai trên các báo cũng như báo điện tử và điều này có lẽ đối với nhiều người là không có gì là bất ngờ Trước đó, thành viên tổ thư ký tài xế của Chủ tịch Hà Nội đã bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu mật về vụ án Nhật Cường. Nhắc đến, Nguyễn ông, nhắc đến ông Nguyễn Đức Trung thì có lẽ nhiều người nhớ đến vụ Đồng Tâm. Quả thực, khi đó với những tin tức trên mặt báo có lẽ nhiều người trộm nghĩ rằng sao ông Chủ tịch nhỏ mọn với người dân thế. Dù sao đi nữa thì vụ việc cũng đến cũng không đến nỗi ông phải làm mạnh tay đến như vậy. Xong, Vụ việc trắng đèn như thế nào có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu và đó cũng có lẽ là suy nghĩ của một số tài khoản Facebooker đặc biệt là của Mạc Văn Trang hiện đang sống ở Sài Gòn. Vậy mà sau đó anh lại quay ngoắt 180 độ lật lại tất cả những gì anh đã cam kết với người dân đồng tâm. Tôi giận dữ và căm ghét anh tột cùng. Tôi đã viết bài nguyền rủa anh thậm tệ với những từ ngữ nặng nề nhất. Giờ tôi hiểu chắc hẳn anh không bao giờ muốn phản bội nhân dân đồng tâm và phản bội lại chính mình để lại một vết nhơ ghi vào lịch sử, chắc là anh đã phải chịu khuất phục trước sự ép buộc của các thế lực đen tối khủng khiếp hơn anh. Tôi thì những câu chuyện hay vụ án liên quan đến chính trị hoặc như việc tìm hiểu lý do nào mà ông trung bị đình chỉ công tác, chắc nên tạm gác sang một bên, chỉ nên theo dõi những cái đang diễn ra thực tế là gì. Thực tế là đại dịch virus Vũ Hán đang đầy phức tạp, đặc biệt là bắt đầu chuyển sang các nguồn F0 khiến cho dịch đại dịch virus Vũ Hán phát ở Việt Nam sau hơn 100 ngày sóng gió, sóng yên, gió lặng và đến từ Trung Quốc đang cố tình di cư lậu sang Việt Nam. Từ đợt nhiễm trước ở ca thứ 17 cho đến đợt bùng sau và dồn dịch là Đà Nẵng, người dân không thể phủ nhận vai trò của Nguyễn Đức Chung cũng xin được nói trước ở đây không có ý binh vực hay phản đối tác giả chỉ cảm nhận qua quan sát gì được đăng trên báo cũng như trang thông tin điện tử của Bộ Y tế trong mùa dịch virus Vũ Hán ông Nguyễn Đức Trung không chỉ là chủ tịch của thành phố Hà Nội mà còn là trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán của thành phố Hà Nội từ đầu dịch đến lúc sắp ngưng chức với vai trò của mình ông bận rộn không ít trong công việc dập dịch này cũng như các ông chủ tịch bí thư của các địa phương khác thì ông Trung cũng cẩn trọng trong công tác phòng chống dịch. Thậm chí có người đến 13 ngày xét nghiệm dương tính vì vậy rất có khả năng còn người bị nhiễm nhưng chưa có triệu chứng gì. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nói theo trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Vũ Hán của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, không những vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động để mọi người dân đi Đà Nẵng về từ 8 tháng 7 phải khai báo y tế và 15 tháng 7 phải lấy mẫu xét nghiệm PCR. Như trường hợp một số bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai lúc trước, ông Trung đã cùng chung tay với bệnh viện Bạch Mai giữ vững lá chắn trắng trước đại dịch virus Vũ Hán lẽ dĩ nhiên không phải ông Trung tài giỏi đến mức không thể có người khác thay thế. Một con én không thể làm lên được mùa xuân và một mình ông Trung cũng chưa chắc làm được gì. Song những đóng góp của ông trong mùa đại dịch virus Vũ Hán lần thứ nhất vừa qua thì quả thật không thể chối bỏ. Dưới, hình, dưới tình hình dịch bệnh đang diễn biến một cách phức tạp ở Việt Nam, tạm thời đình chỉ vai trò thủ lĩnh của thủ đô tựa như mất đi một chỉ huy trên mặt trận chống rớt cùng với người dân vậy. Mặc dù rằng ngoài ông Trung ra thì cũng không phải là không có người dập dịch tốt như ông. Luận công và tội thì qua dịch rồi hãng tính. Đến chiều tối ngày 11 tháng 8 thì ông Tô ân xô tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết là Nguyễn Đức Trung chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến nhiều vụ án và những sai phạm động trời. Theo đó, các vụ án này thì đang trong thời gian điều tra và chuẩn bị xét xử. Ngoài ra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Vụ án thứ ba là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước xảy ra tại Hà Nội và cơ quan điều tra an ninh điều tra A09 Bộ Công an đang điều tra và đây là một cú đòn tung ra rất mạnh của Thứ trưởng Bộ Công an và của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc tung đòn với Nguyễn Đức Trung là cắt hẳn con đường của ông tiến vào đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2020. Xin lỗi các bạn, 2021. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi